4 vùng đất rộng lớn mà Gia Long đã cắt cho Lào. Sau khi lên ngôi, với lý do có công giúp đánh quân Tây Sơn, vua Gia Long đã cắt cho Vương quốc Vạn Tượng một vùng đất rộng lớn. Đây là khu vực sinh sống lâu năm của các bộ tộc Lào. Đồi núi rậm rạp, địa hình phức tạp đã được gom vào bản đồ hành chính Đại Việt từ thời vua Lê Thánh Tông dưới hình thức tự trị. Triều đình đặt thổ quan, tức là quan chức người địa phương, để quản lý và thu cống nạp vài năm một lần, chấn ninh. Việc cắt đất chấn ninh được ghi rõ trong nhiều sử liệu triều Nguyễn. Chấn ninh vốn là xứ Bồn Man xưa bị vua Lê Thánh Tông đánh dẹp và lập làm phủ chấn ninh với 7 huyện, được ghi là đất rộng, dân đông, đứng đầu các đất Man. Phủ chấn ninh đã nằm trong bản đồ hành chính của Đại Việt suốt 300 năm cho tới khi bị đem cắt cho Vạn Tượng, ai Trấn Biên. Về hành chính, vùng này thuộc thời Lê chia thành 4 huyện thuộc Nghệ An và 4 huyện thuộc Thanh Hóa, lệ cống cả 3 năm một lần. 3. Phủ chấn định đây là phủ có diện tích nhỏ nhất trong các phủ trên đất Lào. Chấn định vào thời Lê là châu Tịnh Cao thuộc phủ Ngọc Ma, lệ cống 3 năm một lần. 4. Chấn Tĩnh, đây vốn là châu quy hợp thuộc phủ Lâm An đời Lê. Thời vua Minh Mạng, Vạn Tượng bị các vương quốc của Xiêm đánh bại, dân chúng lưu vong nhiều, các tù trưởng cũ lại chạy sang xin nội phụ vào triều Nguyễn.